Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh điện thoại và mình là Ngọc Sơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm tin về một cái chuyên mục rất là hot, đó chính là sự kiện ra mắt iPhone 12 mới của Apple. Từ ngày hôm qua thì chúng ta đã có sự ra mắt của tới đến 4 phiên bản iPhone 12. Thứ nhất là cặp đôi iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 Pro. Và cuối cùng là một bộ đôi khác rẻ hơn, giá mềm hơn và đương nhiên cũng bị cắt giảm nhiều hơn. Đó chính là chiếc iPhone 12 và iPhone 12 mini. Nhưng mà tuy nhiên trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ điểm tin về bộ đôi thứ nhất, đó chính là Pro Max và iPhone 12 Pro thôi. Cho nên là chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay bây giờ nhá. Và bây giờ thì mình cũng sẽ điểm qua một số những cái điểm cải tiến so với cả phiên bản tiền nhiệm trước là iPhone 11 nhá. Ở trên chiếc iPhone 12 Pro Max đi, mình sẽ lấy nó làm tiêu chuẩn và ở đây chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi lớn nhất, đó chính là về thiết kế, như đã bị rò rỉ ở cách đây khá là nhiều rồi. Nhưng tuy nhiên, thiết kế nó sẽ thay đổi là như là cái phần khung của chiếc iPhone 5 hay là iPhone 5S và nó cũng sẽ được trang bị chỉ có 3 camera chứ không phải là 4 camera và cách bố trí camera của nó thì vẫn giống rất giống với cả cái chiếc iPhone 11 Pro Max. Và tuy nhiên thì nó sẽ có thêm một cái cảm biến LiDAR nữa để sẽ giúp cho các bạn có thể cải thiện được cái tốc độ lấy nét và sẽ tăng trải nghiệm sử dụng khi mà các bạn sử dụng những cái tính năng ví dụ như là AR thực tế ảo đó. Và tiếp theo, cái cải tiến thứ hai đó chính là cải thiến về kích cỡ màn hình, thì từ 6,5 inch trên Pro Max, iPhone 11 Pro Max thì bây giờ ở trên iPhone 12 Pro Max chúng ta đã có kích thước mới là 6,7 inch, nó sẽ to hơn một chút. Cho nên là với cái sự cải tiến về thiết kế, về bộ khung, về kích thước màn hình thì rõ ràng là chúng ta không thể nào mà sử dụng được cái ốp lưng của năm ngoái, mặc dù là cái cụm camera ở phía sau nó vẫn là hình vuông như vậy. Và đối với cả iPhone 12 Pro thì chúng ta cũng sẽ có kích thước mới là 6,1 inch. Tấm nền vẫn sử dụng là Super Retina XDR và sẽ có chuẩn công nghệ HDR10 với độ sáng lên tới là 800 nit. Và tiếp theo thì chúng ta còn có một cái sự thay đổi nữa đến từ hiệu năng, đó chính là một con chip mới vẫn rất mạnh mẽ đến từ Apple và đó chính là con chip A14 Bionic. Và theo như mình tìm hiểu được thì con chip này nó sẽ có một cái hiệu năng rất là tốt để cho các bạn có thể chơi được một cái tựa game mà nếu như các bạn đã theo dõi cái đoạn intro của Apple khi mà cho ra mắt series iPhone 12 thì họ đã sử dụng cái tựa game mới nhất của Riot, đó chính là tựa game Tốc Chiến Liên Minh Huyền Thoại, và rất là hy vọng chúng ta có thể chơi được cái tựa game này càng sớm càng tốt. Và một cái điểm tiếp theo cũng là cải tiến nhưng nó sẽ chỉ là nho nhỏ thôi, đó chính là cái cụm camera ở trên iPhone 12 Pro cũng như là iPhone 12 Pro Max, nó sẽ cải thiện hơn về cái khẩu độ để giúp cho chúng ta có thể thu được nhiều ánh sáng hơn. Đồng nghĩa với việc này là các bạn sẽ có những bức ảnh chụp thiếu sáng rất là tốt, và đi song song với đó thì chúng ta còn cải thiện được về cái quay video ở mức 4K 60fps và chuẩn công nghệ Dolby Atmos Vision. Hy vọng là mình sẽ sớm được trên tay cái sản phẩm này để trải nghiệm cái camera, nghe nói là được tinh chỉnh khá là nhiều. Và với sự hỗ trợ của cái cảm biến 3D LiDAR thì mình hy vọng nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái thước phim bắt nét tốt nhất, giơ điện thoại lên là có thể chụp được ngay, vẫn rất là mang thương hiệu của Apple ở những cái đời trước rồi. Và cuối cùng thì mình khá là tò mò về cái dung lượng pin của cái iPhone 12 series này, không biết là nó có tăng thêm chút nào không, và cái trải nghiệm của nó thì theo mình cái đời iPhone 12 Pro Max hay là iPhone 12 Pro thì cái dung lượng pin nó khá là tương đồng so với cả cái phiên bản trước thôi. Và một cái cắt giảm cuối cùng ở cái đời iPhone 12 series này, đó chính là các bạn sẽ không được đi kèm củ sạc cũng như là tai nghe. Cái điều này thì nó cũng khá là buồn cười, nhưng mà theo lý do của Apple có đề bạt đó chính là để bảo vệ môi trường thì mình thấy nó cũng không hợp lý cho lắm. Từ trước đến giờ chúng ta vẫn có một thói quen là khi mua điện thoại thì sẽ phải có củ sạc, phải có cáp sạc và tai nghe. Ok, có thể có cũng được, không có cũng được. Nhưng mà bây giờ nếu như mà không có củ sạc thì lại phải đi mua củ sạc và chúng ta lại phải tốn thêm một khoản chi phí nữa. Và nếu như mà mua hàng zin của Apple thì đương nhiên là nó sẽ rất là đắt và chát. Cho nên là nếu như mà các bạn có cơ hội mua iPhone 12 Pro Max hay là iPhone 12 Pro hay là những cái iPhone mà không có được trang bị củ sạc thì hoàn toàn có thể mua nó tại Điện Thoại Hay hoặc là chơi hay.vn, chuyên phụ kiện giá rẻ nhất trong thị trường nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Mức giá của iPhone 12 Pro cũng như là 12 Pro Max thì mình sẽ chưa chia sẻ ở đây bởi vì nó vẫn còn chưa được bán chính thức cơ mà. Rồi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.